Cảm xúc của cô thế nào khi con trai được nhảy vào mạng? Cảm xúc của cô là mẹ của Bùi Tiến Dũng, cô rất tự hào và hạnh phúc khi lúc con đến nhận giải, cô rất tự hào và xúc động. Một lần cuối là cô cảm ơn trong ban và cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn các anh bên máy quay. Cái bóng bạc á, thì cô có cảm thấy hài lòng không hay là tiếc nuối cho bạn thế? Cô rất hài lòng, cô hài lòng và tự hào về con trai của cô. Trong tuần này thì là bạn ấy vừa mới cưới, lại vừa có một cái giải thưởng này á, thì cô muốn dành gì là gì cho con của cô? Cô trong lúc vừa rồi cô mới cưới vợ cho con, thì bây giờ Dũng đã được giải rồi thì cô là chúc con là tháng một năm mới, tháng một cái giải mới là khỏe và chân cứng đá mềm hơn chạy các năm trước và để nhận một thành tích cao hơn các năm trước. Cô có thể chia sẻ về con dâu của cô á, khi mà trong quá trình mà ở bên cạnh Hà Tiến Dũng á, để được cổ vũ bạn như nào không ạ? Là cô vẫn tự hào là cô cũng nhờ con dâu ở bên cạnh con trai của cô là một cái niềm hạnh phúc và một cái là hành động tốt để động viên chồng trong những năm tháng là đi công tác và tiếp tục những trận đấu khác. Trước khi kết quả thì Bùi Tiến Dũng là có tâm sự gì với cô? Bùi Tiến Dũng có tâm sự là con rất tự hào bố mẹ và gia đình đã dành một cái niềm hạnh phúc cho con và gia đình con. Nhưng mà cô khi mà cô nghe được con cô chia sẻ là trên sóng truyền hình á, có gửi lời cho cô và mẹ vợ đang đồng hành bên Tiến Dũng á, có cảm xúc của cô thế nào? Cô cảm xúc cô lúc những lúc mà con trai của cô đã chia sẻ những lời trên truyền hình vợ giữa mẹ cô Dũng và mẹ vợ Dũng thì cô cũng tự hào và là tin tưởng của con trai cô. Dạ, cảm ơn cô. Cô cảm ơn. Cảm ơn. Và để công bố hai giải thưởng được mong chờ nhất trong lễ trao giải của bóng vàng 2020 tối ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng kính mời huấn luyện viên Trần Minh Chiến sẽ lên công bố giải quả bóng bạc và quả bóng vàng 2020. 120 ngày sẽ giành giải thưởng của bóng vàng Việt Nam và anh Trần Minh Chiến có thể xem cái phong bì của anh không, bởi vì vẫn chỉ xếp bên ngoài thôi. Tôi kiểm tra xem có đúng giải bóng vàng không. Bóng vàng. Trong tay huấn luyện viên Trần Minh Chiến đang là giải thưởng quả bóng vàng 2020. Xin chào quý vị, thì tôi là Trần Minh Chiến, thì cũng rất là cũng may mắn là khi mà 25 năm nay tôi đã ghi một chiếc vàng và cũng là chủ đề và sẽ có một bóng vàng hôm nay, thì anh không biết nói gì hơn, thì trên tay một năm thiếu có bóng vàng, không biết là Văn Quyết và Dũng có hồi hộp không, nhưng mà tôi rất là hồi hộp. Và sau đây thì xin chúc mừng cầu thủ Nguyễn Văn Quyết thuộc Hà Nội. Nguyễn Văn Quyết thuộc Hà Nội giành giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam năm 2020. Và xin được chúc mừng Bùi Tiến Dũng đã giành giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2020. Hai người có thể bắt tay nhau ngày hôm nay không ạ? Những người có đủ trên sân khấu, những người có đủ trên cỏ ngày hôm nay chúc mừng trên nhau trên sân khấu. Trao giải quả bóng bạc Việt Nam 2020.
cố gắng cuối cùng của bóng bàn đầu tiên.